không nổi mụn nóng, không ảnh hưởng sinh sản, không bị teo cơ, chì giảm mỡ, không bị giảm mông, giảm ngực, không bị xanh xao da mặt, không bị tích nước, không bị phá hủy cơ quan nội tạng trong người như những thuốc khác. Cho nên là thuốc này rất là an tâm ha, rất là an toàn cho các tình yêu luôn. Có, xin nhiều nhóm các quà nha. Thuốc này rất là an tâm nha mọi người. Xíu nữa sẽ uống cho mọi người, tại vì cũng tới cử uống thuốc rồi. Để sẽ uống cho mọi người xem. Cho hỏi, cái này họ em inbox cho chị Khanh nha. Tại vì mỗi người sẽ có một liệu trình khác nhau. Mỗi người sẽ có một liệu trình khác nhau, cho nên là chị không thể nào tư vấn liệu trình cho cơ địa của em được. Hello chị Đình Phan, em inbox chị Khanh hỏi giúp chị nha. 244. Ai vậy mẹ? Trời mẹ rảnh quá. Bà Dân mẹ bà rảnh lắm, đi comment Facebook tôi. Chị cháo gì cũng vô comment gì hết. Hello Hà Vũ Phan. Với lại cái này á, nó sẽ ức chế cái chế độ của mọi người ăn lại. Tức là nó uống vô mọi người sẽ cảm giác như là nó bị no, không có thèm ăn. Thật sự luôn, uống này vô là cảm giác mọi người sẽ bị no, không có thèm ăn. Không có thèm ăn, nhưng mà nó sẽ đốt cháy mỡ từ từ, giống như là uống cái thuốc này vào á, từ từ là làm biếng ăn, không muốn ăn nữa, không muốn ăn, cho nên là sẽ không có bị tăng cân. Nhưng mà nên khuyên mọi người là nên uống nước nhiều vào để cho nó lọc cơ thể của mình đi thì giảm cân nó sẽ hiệu quả hơn. Bây giờ chị sẽ chơi trò đoán số tờ tiền, ba số cuối của tờ tiền. Nếu mà trúng á thì chị sẽ đưa cái hộp phần quà giảm cân này đến cho mọi người ha. Một ba đáo. Đoán đi mọi người yêu ơi. Với lại nè, cái này nè nó có một cái thành phần là từ thiên nhiên thôi. Bây giờ em cứ đoán bình thường thôi, ba số cuối của tờ tiền em cứ đoán thoải mái, đoán như thế nào đó, đoán thoải mái luôn, đoán như thế nào trúng thôi. Chia sẻ, đúng rồi, chia sẻ nè. Và tất cả cái thành phần ở trong viên giảm cân này là những cái thành phần từ thảo dược quý hiếm hết, từ thảo dược quý hiếm hết. Nói chung là từ thảo dược quý hiếm ở tất cả các loại trái cây hết. Cho nên mọi người an tâm ha. Và có vitamin C thì uống cái này thì các bạn sẽ có một cái bóc dáng rất là ok, giống như Linh. Đó. Nè, ngồi không có bị ngấn mỡ nha. Ngồi không có bị ngấn mỡ luôn. Bóc dáng rất là ok. Rất là ok luôn. Ok em yêu. Miệng giống kêu lô tô rồi đó nha. Đúng rồi, đi bán hàng được, rất là được luôn á. Tí chè em, ok em inbox chị nha. Đó, không có bị tích tụ cái mỡ thừa lại ở trong bụng của mình, cũng như là nó sẽ mang đến cho các bạn một cái ba vòng chuẩn, chuẩn như linh. Và các bạn uống cái này thì các bạn nó sẽ cung cấp vào da các bạn sẽ căng bóng nè, thấy không? Da linh căng bóng nè, mọi người thấy không? Uống giảm cân mà nó được căng bóng với da, tại vì nó có collagen ở trong đó, nên là giúp cơ thể mọi người rất là tốt. Mọi người đoán ba số túi của tờ tiền giúp Linh nha. Chúng thì Linh sẽ tặng phần quà này cho các bạn nha mọi người yêu. Lên 400 view thì Linh sẽ gợi ý cho các bạn cái số đầu tiên của tờ tiền này để cho các bạn đoán như vậy chúng ha. Rồi, cái này là thuốc này nhập khẩu từ Thái Lan và được nhập khẩu từ Thái Lan và được bác sĩ bên Thái Lan kiểm định cho mọi người rồi. Nói chung là bác sĩ bên Thái Lan bóc thuốc cho mọi người, cho nên mọi người đừng có sợ ha. Tại vì mọi người biết rồi, bên Thái Lan là giảm cân cực kỳ tốt. Và mọi người có kéo xuống ở trên Facebook của Linh á thì mọi người có thấy là Linh có đăng một cái ảnh mặc bikini màu đỏ là uống cái giảm cân này, là Linh đi du lịch đó, Linh vẫn mang giảm cân này lên uống luôn. Mang giảm cân này lên uống luôn, nó rất là hiệu quả. Nó rất là hiệu quả luôn. Và các bạn uống cái này thì nó sẽ đẹp da của các bạn nữa nha. Quan trọng là đẹp da cho các bạn nữa. Các bạn comment nhiều lên cho Linh nha. Uống mà tướng không nhìn. Đúng rồi, uống mà không như em là cũng đẹp như em luôn. Không được đẹp dáng thì cũng đẹp da. Hello Ngân Lê, không được đẹp dáng cũng đẹp da. Kiểu như giống như là hôm nay làm ơi lên nghe này Duy, giống như là hôm nay em like, mọi người em like là cứ có đá banh, cứ mọi người cứ coi đá banh chứ không hèm coi em. Mọi người có đá banh không hèm coi em.
Trong cái bảng hướng dẫn này thì sẽ có chế độ ăn uống cho mọi người cũng như là chế độ giảm cho mọi người và cách giảm cân hiệu quả của Bika, của thuốc của em ấy. Nhưng mà nói mang tiếng là thuốc nhưng thật sự không phải là thuốc. Nó là đóng viên cho mọi người dễ uống, nhưng ở bên trong chất của cái thuốc này đó là bằng bột là bằng thảo dược đó mọi người, bằng thảo dược, xong rồi người ta làm nhuyễn ra thành một cái thuốc ở bên trong là bằng bột. Là bằng bột cho nên là mọi người an tâm ha. Nói chung là nó là thành phần tự nhiên. Da đẹp rồi giờ muốn tướng y như Linh được hem được. Bình thường vô tư. Có thấy kéo hình xuống có thấy là dạo này Linh ốm nhom nhách không? Linh mập lắm, Linh ngồi lại chim á. Cho nên là bụng Linh tích mỡ nhiều lắm, không thể nào mà hết mỡ được, thiệt luôn á, thề luôn á, phải uống thuốc vô mới hết mỡ được. Không biết làm sao giảm mỡ luôn á. Không có thời gian đi tập gym luôn á. Mọi người ơi, đáng ba số túi có tiền đi lên, chưa thấy ai đắn đúng hết á. Được, Lên nói rồi, lên 400 view lên gửi mà. Lên 400 view lên gửi mà. Chắc có lẽ ra được an bài. Lên 400 view lên gửi cho mọi người mà. Hello Linh Gia Phạm nha. Mọi người nhớ là add friend chị Khanh giúp Linh nha mọi người. Hello Tạ Quang Hiếu, mọi người add friend chị Khanh giúp Linh đi. Muốn hết mỡ gặp anh. Chi vậy trời. Phải nói là muốn hết mỡ thì gặp em, muốn giảm cân thì gặp em, gặp hẳn em nè. Gặp hẳn em là hết mỡ liền. Hello Trần Ngọc Ánh. Mọi người ơi, mọi người đoán nhiệt tình lên nha. Đoán đúng số cuối của tờ tiền nhiệt tình lên nè. Sao chậm tay quá vậy? Chậm tay là hết đó nha. Chậm tay là hết phần quà đó nha. Tới 5 phần quà lần đó. Chia sẻ đi mà cả nhà yêu ơi. Ai có thắc mắc về cái cách uống giảm cân thế này nọ phải nói lên nha, Linh sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người nha. Rất là ok luôn các tình yêu ơi. Nhưng mà Linh nói như thế này, có chia sẻ, ai chia sẻ nhiều thì Linh sẽ tặng phần quà này đến cho các tình yêu nha. Và Linh nói như thế này nè, các những cái người mà bị bệnh tim, bị huyết áp cao, phụ nữ đang mang thai hoặc là cho con bú, phụ nữ đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai hoặc đang trong thời kỳ trong con bú á, nếu muốn uống thì phải ngưng trước 3 tháng. Nếu muốn có thai thì phải ngưng trước 3 tháng nha. Nếu muốn có thai thì phải ngưng cái thuốc này trước 3 tháng giúp Linh. Và các bạn chỉ cái sản phẩm này chỉ sử dụng từ 14 tuổi trở lên thôi, những cái bé mà dưới 13 tuổi thì không được uống. 14 tuổi trở lên thôi. Và các bạn nhớ là gợi ý đi nè. 400 view lên gợi ý cho mọi người nha. Chia sẻ lên 400 view lên gợi ý cho mọi người nha. Comment giúp Linh đi cả nhà yêu ơi, comment ba số cuối của tờ tiền giúp Linh đi. Ai đoán đúng thì Linh sẽ gửi cho các bạn một hộp giảm cân BK này cho các bạn sử dụng, cho các bạn sử dụng thử ha, để cho các bạn coi được cái hiệu quả của em nó. Em nói là đã có mặt trên thị trường cũng đã 2-3 năm nay rồi chứ không phải là những cái thị trường trôi nổi khác. Đang không? Đang phụ nữ chỉ nói lộn, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú là không có được sử dụng. Nói chung là cái sản phẩm này là đã có mặt trên thị trường đã rất là lâu rồi. Mọi người có theo dõi Khanh Phương Lê bán đó là 2-3 năm nay rồi. Và Linh biết chị Khanh Phương Lê rất là lâu rồi. Chứ không phải ngày 1, ngày 2 nha. Mọi người ơi, và cái thuốc này là trực tiếp chị Khanh đi bên Thái Lan và chị Khanh đem về đây. Chứ không có phải là chị... Chứ là rất là an toàn ha. Linh mà giới thiệu sản phẩm này rất là an toàn cho mọi người. Cho nên mọi người nào mà lăn tăn mà không biết giảm cân nào thì cứ qua hãng Facebook Khanh Phương Lê mà mua. Nó sẽ trị cho những cái bạn mà giảm cân nó kiểu như là nó khó
nó cơ địa khó giảm thì cứ qua Khanh Phương Lê là Khanh Phương Lê sẽ giải quyết hết cho các bạn luôn, giải quyết hết cho các bạn tức từng tật luôn, giải quyết cho các bạn tức từng tật luôn, cho nên các bạn đừng có lo ha. Hello 964 á, lộn, hello mọi người đó. Và cái hộp thuốc này nó Linh không nhớ là bao nhiêu, nhưng mà tại vì Linh mua nhiều lắm nên không có nhớ là bao nhiêu, cho nên là mọi người có muốn biết giá thì mọi người inbox cho chị Khanh giúp Linh nha. Hello Duy Tiên, mọi người comment đi, Linh chưa có thấy ai làm comment đúng hết trơn á. Ủa cái tờ tiền rồi, cái tờ tiền bay đâu rồi, ở đây nè, Linh chưa thấy comment đúng hết trơn á. Mọi người comment tiếp đi. Bây giờ Linh sẽ uống thử cho mọi người xem ha. Nè, Linh uống thử cho mọi người xem cái viên thuốc nha mọi người. Nè, uống cho mọi người xem luôn. Người thật việc thật, uống là phải test liền, phải test liền cho mọi người, cho mọi người tin tưởng và sử dụng nha. Chị hả? Chị 9:20 chị up, chị live bên kia. Chị live bên đây 1 tiếng, chị qua bên kia chị live. Chị live bên kia chị còn thiếu giờ bên đó là cỡ 2 tiếng lận. Hay là giấc sân trần, chị còn tiếng 2 tiếng không biết chị live nổi không nữa. Đây, Linh sẽ uống cái viên này cho mọi người xem ha. Nè, cái viên này của bên chị Khanh nè, màu xanh xanh này của mình chị Khanh nè. Và cái viên thuốc này có chữ BK, BKDS luôn ha. Đó, mọi người mà sợ mà mua hàng hàng giả là phải kiểm tra đàng hoàng nha. Và có tem chống hàng giả nha. Và thuốc chị Khanh là có hàng giả nha mọi người, nên mọi người phải kiểm tra thật kỹ ha. Hello chị Hoa Ải Hương, chị like nào hay đi, chị like app em yêu. Bây giờ Linh sẽ uống cho mọi người xem để cho mọi người an tâm ha. Tại vì thuốc này Linh đã uống lâu lắm rồi, 2 năm rồi, cũng gần 2 năm rồi đó. Linh giảm cân từ lúc lớp 10 cho tới bây giờ là cũng 2 năm rồi. Mọi người đoán qua số cuối của tờ tiền đi. Và ai mà biết chị Khanh là biết chị Khanh bán cũng đã 2-3 năm nay rồi. Hạn sử dụng kem nó là 2 năm nha. Đây, thấy không? Thấy nha, được rồi nha, thấy không? Uống rồi uống rồi Hello tình yêu, trời ơi tôi chưa có đi dạo Facebook tôi comment gì hết trơn á, bữa giờ là biến quá. Tôi có lười lười cái việc đó như thế nào nhờ. Chờ ai đáng đúng hết lên.